ngoại niệu bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ hôm nay em xin đại diện nhóm ig có 44 trình bày về một ca lâm sàng sở tiết niệu hành chánh họ tên bệnh nhân nguyễn thị mỹ h 38 tuổi nghề nghiệp là thợ nấu địa chỉ ở ông môn cần thơ ngày giờ vào viện là 8 giờ 20 phút ngày 16 tháng 10 năm 2023 lý do vào viện là bệnh nhân bị đau hông lưng phải Bệnh sử: Cách nhập viện 4 ngày, khi đang làm việc nhà thì bệnh nhân cảm thấy đau đột ngột dữ dội vùng hông lưng phải, đau quặn từng cơn lan ra trước xuống hạ vị, mỗi cơn kéo dài khoảng 5 đến 10 phút, không có tư thế giảm đau. Bệnh nhân có tự mua thuốc uống không đó lại ở nhà thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân đau vùng hông lưng phải nhiều hơn với tính chất tương tự như trên. Trong quá trình đó thì bệnh nhân không có buồn nôn, không có sốt, đi tiểu vàng trong, không gắt, không buốt, không lẫn máu nên được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ để điều trị. Tóm tắt bệnh án, bệnh nhân nữ 38 tuổi vào viện vì đau hông lưng phải, qua hỏi bệnh sử, tiền sử và khám ghi nhận, cân đau quặn thận, đau đột ngột dữ dội vùng hông lưng phải, đau quặn từng cơn lan ra trước xuống hạ vị, mỗi cơn kéo dài khoảng 5 đến 10 phút, không có tư thế giảm đau. Về triệu chứng thận tiết niệu thì chạm thận âm tính, rung thận âm tính, ấn đao hông lưng phải, ấn các điểm điều quản không đau. Thói quen là làm việc trong môi trường nóng. Chẩn đoán sơ bộ, cân đau quặn thận nghĩ do sỏi niệu quản phải. Cận lâm sàng ở đây ta thấy được là công thức máu, sinh hóa máu cũng như là tổng phân tích nước tiểu chưa ghi nhận gì bất thường siêu âm bụng tổng quát, thận phải, ứ nước độ 1, niệu quản phải đường kính 8 mm, đoạn 1/3 giữa có một cản âm đường kính 11 mm, chủ mô phân biệt vỏ tỷ rõ. Còn về thận trái, đài bể thận có một cản âm đường kính 9 mm, không ứ nước, chủ mô phân biệt vỏ tỷ rõ. Từ đó ta kết luận là thận phải ứ nước độ 1 do sỏi niệu quản đoạn 1/3 giữa và kèm theo đó là sỏi thận trái. Ở phim KUB thì ta có được là hai bóng thận không to, trục thận song song với bờ ngoài có thắt lưng và không thấy được cấu trúc cản quan hệ niệu từ đó KUB kết luận là không thấy sỏ cản quan hệ niệu và đề nghị làm thêm MSCT để xác định cấu trúc gây tắc nghẽn hệ niệu ở phim MSCT thì ta có được là sỏi niệu quản phải ngang mức là 5 x 1 kích thước 8mm gây ứ nước thận phải độ 2 và sỏi thận trái kích thước 9mm Từ đó chứng đáng xác định là sỏi 1 phần 3 giữa niệu quản phải biến chứng thận phải ứ nước độ 2 và kèm theo đó là sỏi thận trái. Đặc vấn đề ở đây ta có được là ở thận phải, sỏi 1 phần 3 dưới nề quản phải kích thước là 8mm và ứ nước độ 2. Còn thận trái, sỏi thận trái kích thước 9mm, thói quen là làm việc trong môi trường nóng. Thì từ đó ta sẽ ưu tiên điều trị ngoại khoa sỏi 1 phần 3 dưới nề quản phải và sỏi thận trái. Và kèm theo đó là thay đổi lối quen sói sống cho bệnh nhân. Đầu tiên xử trí ở sỏi 1 phần 3 dưới nề quản phải, ta có option lựa chọn đầu tiên là lấy sỏi qua nội soi ngược dòng bởi vì bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn đầu tiên là sỏi một phần ba dưới niệu quản phải kích thước thì lại dưới 15 mm và bệnh nhân không có chống chỉ định như là nhiễm trùng niệu hay là bất thường khớp háng vân vân còn về tán sỏi ngoài cơ thể thì mặc dù là phương pháp không xâm lấn cho bệnh nhân đồng thời kích thước sỏi niệu quản phải dưới 10 mm và bệnh nhân không có chống chỉ định như là phụ nữ mang thai nhiễm trùng niệu hay là rối loạn đông máu vân vân Tuy nhiên thì không có lựa chọn phương pháp này tại vì là do cái vị trí 1 phần 3 giữa niệu quản không có phù hợp. Còn về xử trí ở sỏi thận trái thì ta sẽ ưu tiên là tán sỏi ngoài cơ thể bởi vì là bệnh nhân thả tiêu chuẩn sỏi thận đơn thuần dưới 20mm và bệnh nhân không có chống chỉ định như là phụ nữ mang thai, những trùng niệu hay rối loạn đông má vân vân Và ngoài ra tán sỏi ngoài cơ thể là một cái phương pháp không xâm lấn cho bệnh nhân. Còn về lấy sỏi qua nội soi ngược dòng thì bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn là sỏi thần nhỏ với máy soi mềm và không có chấm chỉ định với phương pháp này nhưng mà không có ưu tiên lựa chọn vì đây là một cái phương pháp mà có xâm lớn cho bệnh nhân và bệnh nhân phải trả một cái chi phí uh, khá là cao. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi.